Việc chuẩn bị phương án để khắc chế Romario là điều đương nhiên, bởi hiện tại thì cầu thủ này đang là chân sút tốt nhất V-League 2022 với 16 pha lập công, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Mặc dù vậy thì cầu thủ người Jamaica vẫn còn đó những nhược điểm cần khắc phục để có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa. Với 16 bàn thắng ghi được sau 21 vòng đấu, thành tích của Romario nhiều gấp đôi so với những người đứng ở vị trí thứ hai là Giovane và Tuấn Hải khi họ mới chỉ có 8 pha lập công. Đó là công việc của tôi. Tôi thấy 16 bàn thắng vẫn là bình thường. Tôi sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình. Động lực giúp tôi thi đấu ấn tượng như vậy chính là gia đình. Tôi thường gọi điện về cho mẹ mỗi ngày và mẹ đã động viên tôi rất nhiều. Mỗi lần ra sân thì luôn thi đấu rất là máu lửa. Và đấy là một cái điều rất là tốt đối với câu lạc bộ Hải Phòng. Và bạn ấy đã giúp cho tinh thần của toàn đội được đẩy lên rất là cao. Bên cạnh những ưu điểm, Romario cũng có một số nhược điểm cần phải khắc phục. Và điều này đã được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ thẳng thắn. Rima thì là một cầu thủ hầu như là bản năng. Cầu thủ đấy chơi hầu như là bản năng. Thế thì tôi muốn rằng cầu thủ đấy từ trong tập luyện và trong thi đấu thì muốn bạn phải ghép mình vào đội bóng, phải đặt đội bóng lên. Tất nhiên rằng tôi cũng muốn rằng cái bản năng đấy thì nó cũng là rất tốt. Nếu như một trận đấu nó bị bế tắc, những cầu thủ đấy là cái sự nhiệt huyết, nhưng mình phải biết kiềm chế để làm sao phục vụ cho đội bóng. Romario đang trở thành thách thức cho hàng phòng ngự của các đội bóng tại V-League và danh hiệu vua phá lưới mùa giải năm nay chắc chắn sẽ khó thoát khỏi tầm tay của chân sút người Jamaica.